Xin chào các bạn. Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn xem qua một số cái phần truy vấn. Thứ nhất là phần truy vấn chọn. Cũng giống như những bài trước thì các bạn nên bật cái relationship lên để các bạn xem là những cái thông tin ở những câu query thì nằm ở bảng một hay nhiều bảng và những bảng đó là bảng nào để các bạn đi làm tiếp. Trong câu 1 thì chúng ta xác định được đây là nằm trong bảng danh mục sinh viên thì các bạn tiến hành đi tạo. Query design. Các bạn cùng lấy cái bảng sinh viên ra. Các bạn mở rộng cái bảng này cho dễ nhìn. Các thông tin người ta cần là mã sinh viên, họ, tên, ngày sinh, nơi sinh và sắp tăng dần theo tên sinh viên thì ngay chỗ tên nè, các bạn sắp xếp tăng dần. Các bạn có thể chạy để xem kết quả một lượt. Quay về chế độ và các bạn lưu. Tiếp tục, làm câu nào xong thì các bạn nên đóng lại để cho nó đỡ chiếm cái không gian. Tiếp theo, câu 2 thì cũng tương tự như là câu 1 thì cũng lấy từ danh mục sinh viên. Ở đây bao gồm mã sinh viên, họ sinh viên, tên, ngày sinh và mã khoa. Tuy người ta nói mã khoa là tin học, nó là diễn giải thì các bạn có thể lấy tên khoa và các bạn nhập cái chữ tin học vào, đó là ký tắt là TH. Như vậy khi mình chạy mình liệt kê. Và một cái yếu tố nữa là giảm dần theo mã sinh viên thì ngay mã sinh viên các bạn chọn giảm dần. Rồi các bạn cũng lưu lại. Câu 3. Query design. Khi mà các bạn chọn nhầm một cái bảng nào thì cứ chọn và nhấn phím delete trên bàn phím. Yêu cầu cái đề là lấy mã sinh viên, họ sinh viên, tên sinh viên, phái, địa chỉ. Và ở đây điều kiện là nam. Nam nên là phái là cái điều kiện dưới đây, các bạn ghi chữ true hoặc đánh chữ trừ 1 vào. Cái thứ hai nữa là bắt đầu là C đối với những tên. Tên bắt đầu là C có nghĩa là C đánh dấu sao. Ok, bắt đầu chúng ta chạy. Nam và bắt đầu là C. Sau đó các bạn lưu lại. Rồi, câu 4. Thì quan sát câu 4 thì các bạn sẽ thấy xuất phát từ hai thành phần. Một là danh mục sinh viên và danh mục khoa. Gồm gì? Mã sinh viên, họ, tên, ngày sinh, học bổng, mã khoa và tên khoa. Thì ở đây là tên khoa thì khoa tin học thì có hai nơi để các bạn lập điều kiện. Một là mã khoa các bạn đánh TH. Còn nếu các bạn truyền cái điều kiện ở tên khoa thì các bạn đánh thẳng cái chữ tin học vào. Và có học bổng có nghĩa là học bổng nó sẽ lớn hơn không. Rồi. Các bạn lưu lại. Tiếp tục qua câu 5. Thì các bạn cũng lấy dữ liệu từ hai bảng, một là danh mục sinh viên, hai là danh mục khoa. Bao gồm mã sinh viên, họ sinh viên, tên sinh viên,
phái, tên khoa, sắp xếp tăng dần theo tên khoa. Thì chỗ này các bạn, cái tên khoa này các bạn chọn ascending. Và trong đây có hai khoa là sinh vật và vật lý, thì các bạn có thể đánh chữ trực tiếp hoặc các bạn có lấy mã khoa xuống, sinh vật là viết tắt SV, vật lý là và là hoặc ha các bạn, hoặc là khoa này hoặc là khoa kia. Trong trường hợp các bạn không muốn hiện cái mã khoa ra trong cái trường kết quả thì các bạn tắt và các bạn chạy lại. Tiếp tục các bạn qua câu 6 này, cũng lấy từ hai cái thành phần danh mục sinh viên và danh mục khoa, bao gồm các trường, mã sinh viên. Bây giờ họ tên sẽ ghép từ họ sinh viên và tên sinh viên, thì các bạn lấy họ sinh viên thì các bạn cũng ghép nối chuỗi, thì để cho cái họ tên nó đẹp thì các bạn có thể là ghép với một cái khoảng trắng, rồi các bạn lấy tên sinh viên. Nếu mà bạn nào kỹ thì có thể bỏ chữ tên sinh viên trong cái cặp vật vuông để cho hệ thống biết đây là một cái trường trong cái bảng. Rồi dư một cái ngoặc các bạn. Ở đây mình có thể đổi lại cái tên là họ tên. Rồi xong. Tiếp theo thì chúng ta có thể đưa các cái trường tuần tự xuống. Trường phái và trường tên khoa. Tiếp theo chúng ta sẽ đưa các cái trường xuống, phái và tên khoa, phái tên khoa. Thì ở đây chúng ta thấy là ở cái phần mã sinh viên bắt đầu là A, có nghĩa là A các bạn đánh dấu sao, hoặc là D, D đánh dấu sao. Rồi sau đó các bạn cũng lưu lại. Tiếp theo thì cái câu 7 này thì dữ liệu chỉ nằm trong một bảng, đó là danh mục sinh viên. Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh và địa chỉ. Thì ngày sinh trong tháng 1 thì có một cách đưa điều kiện dễ, có nghĩa là ngày chúng ta không quan tâm, tháng là tháng 1, năm chúng ta không quan tâm. Thì có nghĩa là ở đây thì chạy là chỉ trong tháng 1. Tiếp theo câu A8, tuổi. Thì các bạn cũng gồm những cái thông tin trong cái trường, mã sinh, danh mục sinh viên. Thì đưa xuống các cái trường xuống. Thứ nhất, mã sinh viên, họ sinh viên, tên sinh viên, phái, ngày sinh. Bây giờ tuổi thì ở phía dưới có cái hàm để cái công thức để tính tuổi, thì đây để mình đặt cái này, đặt đặt tên, đổi tên nó trước. Thì chúng ta sẽ lấy một cái hàm, đó hàm deadpart. Deadpart này là cái đấu số đầu tiên sẽ lấy năm, mình truyền cái đấu số mình sẽ lấy trong cái chuỗi ngày tháng năm, và lấy năm hiện tại thì mình lấy hàm des, có nghĩa là trong cái chuỗi ngày tháng năm hiện tại thì các bạn chỉ lấy năm, các bạn cũng trừ đi lấy năm của cái ngày sinh. Rồi các bạn chạy. Thì ở đây là liệt kê tuổi. Ở đây nó còn một cái yếu tố nữa là sắp tăng dần theo tuổi. Thì ngay chỗ tuổi các bạn chỉ cần chọn ascending là tuổi sẽ tăng.
Tiếp theo, chúng ta tính về sinh viên đậu rớt. Đậu rớt thì có liên quan đến yếu tố điểm, nên các bạn sẽ lấy danh mục sinh viên và kết quả. Bao gồm mã sinh viên, mã môn học, tên môn học. Vậy là mình sẽ thiếu cái trường danh mục môn học. Khi các bạn thiếu một cái bảng nào đó, các bạn lít chuột phải Show Data Table, lấy danh mục môn học ra, các bạn đưa trường xuống và trường điểm. Kết quả, chúng ta dùng một cái hàm if trong message thống nhất là nhắc lại là sẽ có hai chữ y điểm trường trong một cái bảng, thì chúng ta bỏ vô cặp vật vuông lớn hơn bằng 5 thì là đậu. Còn ngược lại là rớt. Rồi, các bạn có thể chạy. Rồi, ở đây chúng ta thấy cái chữ expression 1 nó xấu quá, thì các bạn có thể đổi tên, sửa lại theo cái đề yêu cầu là kết quả. Rồi, các bạn sẽ thấy. Tiếp theo, qua cái phần B thì mình thấy là tên khoa, sinh viên, học bổng. Thì từ hai cái bảng thứ nhất, chúng ta lấy tên khoa xuống, mã sinh viên và một cái trường nữa là học bổng. Để tính tổng thống kê, query thống kê, thì các bạn cứ bật cái biểu tượng total này lên, thống kê theo tên khoa, cái nào theo là các bạn ngay chỗ total để chữ group by. Bây giờ mã sinh viên chúng ta sẽ điếm khao do trường nó là chữ, còn học bổng là giá trị số nên chúng ta sẽ sum. Sau đó tăng dần theo tên khoa, và một bước tiếp theo là các bạn sẽ sửa nè, tổng số sinh viên, tổng số học bổng, tổng sinh viên, tổng học bổng. Thì các bạn muốn đổi cái tên mới của một trường nào đó thì cần đánh dấu hai chấm, và bên trái mình đánh cái tên vào tổng sinh viên, và bên đây tổng số lượng, tổng học bổng chứ. Rồi, ok. Rồi. Tiếp theo thì các bạn cũng làm tương tự, chúng ta cũng xác định được lấy từ hai bảng, thứ nhất kết quả và danh mục sinh viên. Rồi. Thì trong đó mình thấy là mã sinh viên họ tên thì cũng giống như cái phần trước, họ tên sẽ ghép từ cái họ và cái tên. Tên sinh viên. Thì cái phần phía trước mình muốn đặt tên mới thì mình cứ sửa lại. Thì khi mình chạy mình thấy họ tên nó sẽ hiện ra. Tiếp theo, tổng số môn học thì chỉ cần lấy mã môn học, sau đó chúng ta sẽ khao. Điểm trung bình thì các bạn lấy điểm xuống. Bây giờ chúng ta bật cái chức năng để tính tổng. Tổng môn học thì các bạn sẽ khao. Điểm trung bình của điểm thì chúng ta sẽ dùng average. Bây giờ câu tiếp theo là khoa tên học. Khoa tên học thì các bạn phải lấy mã khoa xuống và điều kiện đó là tên học.
trong đó số môn điểm trung bình cộng các môn. Liệt kê điểm trung bình từ 7.5 trở lên thì cái phần ngay chỗ điểm trung bình nè lớn hơn bằng 7.5. Thì chúng ta sửa lại cái tên của các cái trường. Ví dụ như đây là điểm trung bình dấu hai chấm thì các bạn đánh và tổng số môn học thì chúng ta sửa lại. Ở đây khi mình hiện ra là cái giá trị làm tròn hàng thập phân nó chưa làm thì chúng ta thực hiện bằng cách lít chuột phải lên rồi đi qua bên cái chữ format, chúng ta chọn standard và chúng ta làm tròn một số lẻ do điểm số Việt Nam phần lớn là một một số lẻ. Tiếp theo cho biết tuổi cao nhất của sinh viên theo từng khoa, thì mình tuổi theo từng khoa thì sẽ lấy danh mục khoa và danh mục sinh viên. Tương tự các bạn cũng tính tuổi của tương tự như cái câu trước chúng ta đã làm dash bar định dạng lấy năm ra của cái năm hiện tại trừ đi cái năm rồi chúng ta chạy để xem tuổi. Sau đó chúng ta tuổi cao nhất mình dùng hàm max theo từng khoa. Tên môn học, mã môn học, tổng số sinh viên. Các bạn sẽ lấy kết quả và danh mục môn học. Danh mục môn học, kết quả, tên môn học, mã môn học, tổng số sinh viên. Đây các bạn bật cái này, các bạn chọn lại là chế độ khao nên do cái trường của mã sinh viên đó là chữ. Cái kiểu kiểu dữ liệu là chữ, tổng số sinh viên. Tiếp theo liệt kê ba sinh viên có điểm cao nhất. Thì các bạn để có tên khoa. Nghĩa là lấy từ ba bảng là mà danh mục khoa, danh mục sinh viên và kết quả. Thứ nhất là gì? Mã sinh viên. Họ tên. Thì cũng giống như những bài trước, họ tên các bạn cũng ghép. Tên khoa và điểm trung bình. Để tính điểm trung bình thì chúng ta cứ bật cái biểu tượng này lên và dùng chọn cái hàm average để tính. Và ở đây chỉ ba sinh viên có điểm trung bình cao nhất thì có hai cách. Đây là hai bước. Bước đầu tiên chúng ta chỉnh cái này lại standard và làm tròn một số lẻ. Sau đó cái điểm trung bình chúng ta sẽ sắp giảm và sẽ lấy hiển thị ba trường cao nhất.
qua cái phần query chi vấn. Thì ở đây chúng ta cũng thấy là danh mục khoa và danh mục sinh viên, trong đó gồm mã sinh viên, họ tên, phái, nơi sinh, tên khoa. Tên khoa thì giống như những bài trước, thì cái phần nào mà chi vấn gọi là tham số á, thì các bạn cứ để cặp mặt vuông và ghi lại câu chỉ dẫn, nhập vào tên khoa. Thì cái này là cái điều kiện chúng ta sẽ nhập trong quá trình chạy dữ liệu. Ví dụ chúng ta nhập chữ tin học thì chỉ hiện những anh tin học. Thể hiện bảng điểm. Thì trong cái câu truy vấn này thì sẽ lấy dữ liệu từ hai bảng. Thứ nhất là sinh viên, thứ hai là kết quả. Thì chúng ta sẽ lấy cái mã sinh viên, họ, mã môn học và tên môn học. Dễ thiếu thì chúng ta lấy tiếp tên môn học, điểm. Thì chúng ta cũng gọi là truy vấn tham số thì ghi ở dòng trạng thái nhập vào mã sinh viên. Các bạn cứ nhập vào một cái giá trị là xong. Tiếp theo C3, nhập hai giá trị tuổi, thì tuổi và tên khoa, thì danh mục khoa và danh mục sinh viên. Mã sinh viên, họ tên, tuổi. Các bạn có thể copy cái công thức từ cái bài những câu trước đem qua cũng được. Ở đây nhập hai giá trị thì chúng ta có cái toán tử between n, thì between nhập vào cái giá, nhập vào tuổi 1, tuổi bắt đầu. Và toán tử n nhập vào tuổi kết thúc. Khi mình trả dữ liệu mình sẽ nhập vào hai giá trị, ví dụ tuổi bắt đầu là 40, kết thúc là 45, thì sẽ liệt kê những cái tuổi trong cái khoảng mà chúng ta vừa nhập. Thống kê nam nữ theo từng khoa thì chúng ta sẽ cũng lấy cái danh mục khoa và danh mục sinh viên. Thứ nhất là tên khoa, hai là phái, ba là mã sinh viên. Thì phái thì có nam nữ nên ở đây chúng ta nếu chúng ta chạy ở đây nó có nam nữ sẵn là nên các bạn không phải dùng hàm if. Ở đây sẽ qua cái phần đó là rotap query. Rotap query thì nó có 3 thành phần: thống kê số lượng sinh viên, vậy chỗ này chúng ta sẽ là tính toán xác định bắt đầu. Thì do là kiểu dữ liệu là chữ test
nên các bạn phải khao. Và dưới phần rooftop này là value. Vậy hai cái trường còn lại, một cái trường làm tiêu đề dòng, một cái trường làm tiêu đề cột. Khi chúng ta chạy về nè, hiển thị thì thấy là cái tiêu đề dòng, tiêu đề cột nó không có hợp lý, thì các bạn đảo lại. Rồi, ở đây chúng ta muốn hiện về cái tổng số lượng, ví dụ như chỗ này tin học có một nam và hai nữ, thì các bạn muốn hiện số 3 ra thì chỗ này các bạn hiện ra cũng được. Thì cũng lấy dữ liệu từ hai cái bảng, thứ nhất là bảng danh mục khoa và danh mục sinh viên. Thì chúng ta thấy là có các trường là mã sinh viên, hai là quận, thứ ba là phái. Như là trong trường hợp này chúng ta không cần lấy cái tên khoa ra. Quận thì có hai trường hợp, thứ nhất là quận 2 và quận 5. Cũng bật cái Rostock Ferry ra. Tính toán giá trị thì chỗ này là khao. Và phần vết táp nó là value. Một cái tiêu đề dòng, một cái tiêu đề cột. Các bạn có thể đảo lại cái tiêu đề dòng và tiêu đề cột để khi nào mình chúng ta hợp lý thì chúng ta dừng lại. Câu số 6 là hiển thị thì bao gồm cái danh mục sinh viên và kết quả. Thì trong đó gồm họ tên sinh viên, tên môn học. Tên một môn học thì chúng ta phải lấy cái trường danh mục môn học ra. Và điểm của cái khoa tin học thì phải lấy mã mã khoa và điều kiện là TH. Cái này chúng ta cũng dùng Rostock. Cái này là nơi sinh, mã sinh viên nên sẽ dùng khao. Và chúng ta chọn hai cái tiêu đề dòng và tiêu đề cột. Cái vị trí nào tính toán thì ngay chỗ Rostock chúng ta chọn value. Ở đây chúng ta muốn hiện cái trường tính tổng sinh viên thì các bạn cứ copy cái phần này qua. Vị trí này thì vẫn là khao và cái trường ngay chỗ rooftop thì chúng ta là xử lý lại nó là tiêu đề dòng thì sẽ hiện được cái cột tổng sinh viên.
Câu D1 cũng lấy từ hai thành phần là danh mục khoa và danh mục sinh viên. Mã họ tên phái ngày sinh nơi sinh tên khoa học bổng. Rồi chúng ta cũng bật chế độ là cái dạng câu query là matable. Ở đây cái đề yêu cầu là sinh viên khoa Anh thì chúng ta đánh là sinh viên khoa Anh. Và một điều kiện đó là Anh văn. Chúng ta có thể mở cái bảng danh mục khoa ra để mình xem cái chữ Anh văn này đánh có chính xác hay không. Khi mà các bạn chạy thì nó sẽ báo là tạo ra một cái bảng mới và có 5 dòng. Câu 2 lấy từ nguồn từ hai cái bảng, thứ nhất là danh mục môn học, thứ hai là danh mục sinh viên. Và để kết nối hai cái bảng này thì chúng ta phải cần một cái bảng kết quả để các dữ liệu này nó được kết nối với nhau. Mã sinh viên, mã môn học, tên, số tiết, điểm. Mã sinh viên thì tăng dần. Khi nào mà trùng mã sinh viên thì mã môn học sẽ sắp giảm. Vậy là chỗ này danh mục sinh viên chúng ta không cần. Sau đó chọn dạng câu query là matable. Đặt tên là bảng điểm. Bấm vào cái biểu tượng run thì sẽ tạo ra một cái bảng mới và có 14 dòng. Ta lưu lại là D2. Họ tên, tổng số môn học, điểm. Họ tên, tổng số môn học. Thì câu này lấy từ danh mục sinh viên và kết quả. Họ, mã sinh viên. Họ tên. Điểm trung bình. Tổng số môn học. Chúng ta bật cái thấu thô lên. Điểm trung bình là chính là cái hàm average. Và tổng số môn học chính là count. Bây giờ kết quả đậu rớt cho những sinh viên không có môn nào dưới 5 thì chúng ta chỉ thực hiện cái hàm if. Nếu không môn nào dưới 5 là dùng hàm min của điểm. Rồi, dưới đây chúng ta triển khai bằng một cái công thức. Chúng ta có thể chạy đi xem kết quả. Ở đây dùng cái hàm kết quả khoa tin học. Vậy chúng ta phải lấy cái mã khoa xuống. Rồi các bạn chuyển qua đó là matable. Thì
sẽ tạo ra một cái bảng mới, trong đó có 3 dòng. Tiếp theo, update tăng 50%, thì trong cái đề hướng dẫn là các bạn sẽ làm từ sinh viên khoa anh, nên chúng ta sẽ lấy sinh viên khoa anh. Thứ nhất là học bổng tăng 50.000 cho những sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghĩa là nơi sinh, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể bật cái sinh viên khoa anh lên để chúng ta xem cái chữ thành phố Hồ Chí Minh đánh cho nó chính xác. Và học bổng, chúng ta bật cái dạng câu query là update query. Đánh lại học bổng tăng thêm 50.000. Khi chúng ta sẽ chạy thì nó báo sẽ có một dòng sẽ thay đổi. Bảng điểm thì trước khi làm những cái câu này thì chúng ta có thể mở cái bảng điểm ra để chúng ta xem là toán cao cấp A2. Các bạn có thể copy cái chữ này hoặc là mã môn học là 03, có hai cách để làm. Điều kiện chúng ta lấy cái trường điểm xuống và bật cái dạng là update query, lấy điểm cộng cho 1. Thì để nó là một cái trường có bảng, các bạn nên bỏ vô cặp ngoặc vuông. Bên vào danh mục môn học, chúng ta bật cái chế độ query append, chọn danh mục môn học. Ở đây thì nó có ba cái tiêu đề: mã môn học, tên môn học và số tiết. Cái nào giá trị chữ thì bỏ vô cặp nháy kép, còn số thì cứ đánh bình thường. Do cái mã môn học ban đầu chúng ta thiết kế kiểu dữ liệu là test nên các bạn cũng phải bỏ vô giá nháy kép. Sẽ báo có một dòng dữ liệu được đưa vào. Các bạn cứ lấy danh mục môn học ra. Qua câu D7 là chúng ta sẽ dùng cái delete query. Delete query thì từ cái danh mục khoa anh, chúng ta cũng chọn. Ở đây cái điều kiện là gì? Cho phép nhập mã sinh viên thì lấy mã sinh viên, và cái dạng query là delete kết hợp với parameter nhập vào mã sinh viên. Để khi chạy thì chúng ta nhập mã sinh vào mã sinh viên nào thì mã sinh viên đó sẽ bị xóa khỏi cái table sinh viên khoa anh. Ví dụ chúng ta xem đó là A01, thì khi chúng ta chạy A01 thì sẽ được xóa. Xóa những dòng của bảng điểm dưới 5 và get. Dạng câu hỏi là delete, điều kiện là nhỏ hơn 5.
khi chúng ta trả thì những sinh viên nào trong cái bảng điểm nhỏ năm sẽ bị xóa khỏi, xóa hết. Chưa dự thi thì chúng ta lấy từ danh mục sinh viên, mã sinh viên, họ, tên, phái và ngày sinh. Chưa thi có nghĩa là không có nằm trong danh sách. Mã sinh viên từ kết quả.